năm rồng thì phải chơi loa rồng. Mẫu loa đặc biệt dành riêng cho Tết năm 2024. GT nghĩa là Giáp Thìn 2024. Bây giờ em sẽ unbox cho mọi người xem nhá. Đó, phải khui từ đít xuống anh em ạ. Loa 5 tấc nó nặng lắm. Nếu mà khui từ đầu thì không nâng nổi. Đó, một cái hộp micro anh em theo. Quá xịn sò và đẹp. Con loa này còn có điều đặc biệt, cực đặc biệt hơn nằm ở trong cái hộp đựng mic này. Nhưng mà video sau mình sẽ tiết lộ với anh em nhé. Bên trong là một lớp ni lông này. Rồi, giờ là giai đoạn giây phút quan trọng, giây phút hồi hộp. Rồi. Thế nào? Nhìn đây. Tập cảm giúp em. Wow. Trôi quá, trôi quá, trôi quá. Ui đẹp không cả nhà, quá đẹp. Nhìn con rồng này. Mọi người xem nhé, cái lưới này rất là khó để thiết kế. Biết tại sao? Một con rồng nó rất là to nằm ở trên lưới thì khi mà dùng cái khi thiết kế phải làm sao để kết nối được các cái mấu này, các cái mắt này với lại hình con rồng, làm sao mà có được hình con rồng hoàn chỉnh nhưng mà cái lưới nó vẫn đảm bảo cái sự chắc chắn. Thì đây là một cái sự nỗ lực và sự chất xám rất là lớn từ Nanomax. Mẫu loa này thì là gồm một bass 50 cm, một chép và một trung. Thiết kế bảng mạch thì vẫn giống như các cái mẫu loa 5 tấc của Nanomax. Đều có tất cả các nút điều chỉnh bao gồm cả reverb, đó, echo, delay, chỉnh mic, chỉnh nhạc. Thì đủ cả, có hỗ trợ cả cùng quang, USB thẻ nhớ, màn hình LED. Đó, hỗ trợ cả vừa sạc vừa dùng cho anh em nhá. Đó, kết nối với bình ắc quy ngoài. Đây là một mẫu loa đặc biệt mà bất kỳ ai trong Tết này cũng cần đến để vừa là cả phục vụ nhu cầu ca hát, vừa trang trí cho cái căn phòng, cho cái không gian Tết của mình. Cần mua loa qua ngay Nam Hoàng.